xin giới thiệu các bạn và anh em trên tay đây là đèn xi nhan, đèn xi nhan đèn hay là đèn xi nhan của dòng xe Mitsubishi L300 đèn xi nhan. Đấy thì cái này nó tác dụng khi mà xe chúng ta rẽ trái rẽ phải, nó sẽ nhấp nháy nháy, nó cảnh báo là chúng ta chuẩn bị rẽ trái rẽ sang phải. Và nằm phía trước xe, phía trên nó ba đợt sốc của dòng xe Mitsubishi L300. Thì chất liệu được làm bằng nhựa, thì khi trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe ra trên đường do va chạm thì dẫn đến bị vỡ mất cái đèn hậu này, à đèn lái, đèn xi nhan này. Thiếu đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Anh em mà nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn nào có muốn xem thêm các phân biệt hàng xịn hàng rẻ thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí, thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.